Hiện nay có rất nhiều sinh viên ra trường nhưng không xin được việc làm. Trong khi đó, nhiều doanh nghiệp lại khó tuyển nhân sự. Vậy theo quan điểm của bạn, hiện tượng này là như thế nào? Bị chỉ trích vì cố tình đặt câu hỏi mang tầm cỡ nhà tuyển dụng cho Mai Ngô, Lona Kiều Loan lên tiếng phân trần, đó hoàn toàn là suy diễn. Chung kết Miss Grand Việt Nam đã khép lại được hai giấc ngủ, thế nhưng ồn ào xoay quanh đó thì vẫn còn. Đặc biệt nhất chính là câu hỏi ứng xử của Lona Kiều Loan dành cho Mai Ngô. Câu hỏi này thì không những đưa Mai Ngô lên vị trí Á hậu 4 mà còn được khán giả ưu ái đặt cho tên là Miss tuyển dụng. Sau màn ứng xử có phần lắt léo khó hiểu này, Á hậu Kiều Loan đã ngay lập tức bị cộng đồng mạng bash liên tục đến mức không thể chịu đựng được mà phải lên tiếng giải thích. Theo cô thì trong bình thăm có tên của tất cả các giám khảo, thí sinh bốc trúng tên ai thì người đó sẽ đọc câu hỏi. Tuy nhiên thì câu hỏi được bảo mật và giám khảo cũng là người bốc thăm câu hỏi theo thứ tự từ 1 đến 5. Đồng thời Kiều Loan cũng khẳng định là không hề có chuyện ai cố tình hỏi khó ai. Kết quả thì đã có rồi, giờ có trách ai thì cũng không thể thay đổi được. Mai Ngô vẫn còn thiếu nhiều thứ để trở thành hoa hậu, chỉ là gặp phải câu hỏi khó nên khiến fan cảm thấy không phục cho lắm. Nếu mượt mà hơn thì chắc là có thể lên Á hậu 2 hoặc 3.